Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn anh chị các bạn có một khái niệm nữa mà chúng ta trong quá trình thiết kế và sắp đặt phong thủy rất hay bị mắc phải, đó là cái việc mà đặt cái bếp vào cung bản mệnh. Thì thế nào gọi là đặt bếp vào cung bản mệnh? Tức là chúng ta căn cứ vào trung cục của nhà, là trung cục, tức là ta lấy cái giao điểm của hai đường chéo đối với cả hình chữ nhật, xác định cái tâm nhà. Sau khi xác định tâm nhà xong thì chúng ta giống cái đường từ tâm đến vị trí của cái bếp hiện tại của anh chị đang sử dụng. Nếu như mà cái bếp này nó vào đúng tuổi của anh chị thì người ta gọi là đặt cái bếp vào cung bản mệnh tối kỵ đối với cả trạch chủ và các tam mệnh trong nhà. Tức này, ví dụ như tôi tuổi Tý chẳng hạn, mà tôi tính từ trung cung ra mà tôi thấy rằng cái bếp của tôi vào đúng chữ Tý, tức là vào đoạn từ 0 độ cộng trừ 7,5 độ. Hay là tôi tuổi Sửu, cái bếp tôi vào đúng phương Sửu, hay tôi tuổi Dần là cái bếp vào đúng phương Dần, hay tôi tuổi Mão vào đúng phương Mão chẳng hạn, thì tất cả những trường hợp như vậy người ta gọi là bếp đặt vào cung bản mệnh. Thì khi mà bếp đặt vào cung bản mệnh thì đồng nghĩa với cả cái việc là hàng ngày thường xuyên là tại mệnh cung của anh chị được đốt, được đun, được nấu, được xào, cho nên thành ra là cái điều này vô tình ảnh hưởng đến một cái phương khí ở trong nhà của anh chị, làm cho cái người mà có cái tuổi mà có cái bếp đặt ở cung bản mệnh như vậy là cái sức khỏe nó sẽ có vấn đề. Nhẹ thì anh chị sẽ bị các bệnh liên quan đến huyết áp hoặc là tim mạch, nặng thì anh chị sẽ ốm đau liên miên và làm cho cái việc mà sử dụng hỏa để đốt vào cung bản mệnh của anh chị. Nếu như mà thân anh chị nhược, xét dung thần bát tự mà thân anh chị mà nhược mà có hỏa đốt như vậy thì có thể là ảnh hưởng nó ít. Tuy nhiên nếu như mà thân anh chị nó vượng, vượng quá vượng, hoặc thân anh chị mà có cái hoành hỏa là thất sát, ví dụ như là nhược kim, thì chẳng hạn cái việc mà sử dụng hỏa công mà đốt ở cái phương bản mệnh thì nó sẽ làm cho là cái sức khỏe của anh chị nó sẽ rất là yếu và nó sẽ làm cho anh chị sẽ gặp những cái chứng bệnh, những chứng ôn tập hoặc là những chứng ôn bệnh mà sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến anh chị. Những cái năm mà thái tuế, ngũ hoàng, tam sát hoặc bệnh phù mà đáo vào, vì là thái tuế, ngũ hoàng, tam sắc hay bệnh phù nó là những cái lưu niên tinh, hàng năm thì nó đều di chuyển. Có thể là năm nay nó chưa ảnh hưởng, nhưng mà đến cái sang năm, đến cái sang năm nữa thì cái vị trí đó nó gặp thần sát, gặp hung sát vào đấy, mà lại là bản mệnh cung của anh chị, mà lại có cái bếp bật tạch tạch đun đun nấu nấu giết giết mổ mổ. Tôi nói là vị trí cái bếp nhá, thì tôi không nói là vị trí của phòng bếp. Thông thường thì trước đây các cụ thiết kế thì hay tách cái phòng bếp ra khỏi hẳn cái khu nấu nướng ra khỏi hẳn cái nhà thì nó sẽ không có trường hợp này. Nhưng mà hiện tại cái nhà chúng ta hay tích hợp cả bếp cả nhà vệ sinh thì rất chúng ta dồn vào trong một cái nhà, cho nên là rất dễ xảy ra hiện tượng này. Và cái điều mà hung kỵ hơn nữa, tức là cái vị trí khi mà đặt cái la bàn và vị, tức là nó trùng cả hai phương, thì thông thường cái nhà chúng ta mặt tiền khoảng 5m là kiểu gì hay dính, gọi là bị kết, tức là đặt từ tâm ra thì cái bếp đã vào bản mệnh rồi, đặt vào cái la bàn vào tâm của cái bếp vẫn thấy cái bếp nằm bản mệnh của mình, như vậy chúng ta gọi là hại kép. Thì tất cả trường hợp như vậy nó đều gây ra cái tác họa và làm cho là cái sức khỏe nó không thể tốt được. Cái việc đặt bếp thì trong phong thủy thì môn chủ táo, tức là quan trọng nhất là cái khai môn mở cổng để đón nạp khí, sau đó là đến phòng ngủ của trạch chủ, tức là cái nơi mà cái người vợ chồng hoặc là nơi ông trạch chủ cư ngụ và ở. Và thứ ba nữa đó là đến cái vị trí của cái bếp. Nếu như mà vị trí cái bếp mà đặt thẳng vào cung bản mệnh của cái chủ, tức là bị đốt, thì cái điều đầu tiên mà ảnh hưởng như tôi đã nói đó là sức khỏe của cái chủ. Các chứng bệnh anh chị sẽ hay bị mắc phải đó là huyết áp, đó là tim mạch, và tùy vào cái bếp đấy chị đun nấu cỡ như thế nào, tùy vào cái độ sạch sẽ của anh chị cỡ như thế nào, chúng ta sẽ phải dính thêm những cái bệnh chúng tôi gọi là ác bệnh khác ở bên ngoài. Mà những cái ác bệnh này thì nó sẽ gây ra cuộc sống của anh chị nó sẽ khó khăn, và nó sẽ làm cho bên cạnh đó là cái thần kinh, cái điều hòa của anh chị nó cũng không tốt, và làm tính cách thì hay cáu bẳn,
Và từ cái việc như vậy thì nó sẽ gây ra là cái việc mà chúng ta dễ bị thị phi. Cho nên là trong phong thủy Dương Trạch thì cái việc mà đặt bếp vào cái cung bàn mệnh là cái việc mà không nên, hay thì nói là tối kỵ. Và trong quá trình mà thiết kế sắp đặt thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý cái trường hợp này. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các video của Phong Thủy Tam Nguyên.